C-5M Super Galaxy là một trong những máy bay vận tải quân sự lớn nhất trên thế giới. Là biểu tượng của sức mạnh và khả năng vận tải của không quân Hoa Kỳ. Được phát triển bởi công ty Lockheed Martin, máy bay vận tải C-5 không chỉ là công cụ vận tải đơn thuần, mà còn là trụ cột chính trong việc vận chuyển các thiết bị quân sự nặng như xe tăng, pháo tự hành và vũ khí hạng nặng đến các khu vực chiến sự trên toàn thế giới. Với khả năng vận chuyển đáng kinh ngạc, C-5 đã chứng minh vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chiến dịch quân sự của Mỹ từ chiến tranh Việt Nam cho đến những chiến dịch hiện đại. C-5M Super Galaxy được thiết kế với mục đích vận chuyển các trang thiết bị quân sự có kích thước và trọng lượng lớn. Những trang thiết bị mà các loại máy bay vận tải khác không thể xử lý. Chẳng hạn như có thể vận chuyển những khẩu pháo tự hành M109A6 này. Một khẩu pháo hạng nặng này có chiều dài 9,1m, rộng 3,15m, cao hơn 3m và có cân nặng lên đến 27,5 tấn. Mặc dù khoang hàng hóa của C-5M đủ rộng để tải hai xe cùng một lúc, nhưng việc di chuyển những vũ khí hạng nặng này vào bên trong không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Các nhân viên mặt đất sẽ phối hợp hướng dẫn để kiếp lái điều khiển xe vào đúng vị trí và được trần buộc lại bằng dây xích để vận chuyển an toàn. Khoang máy bay có chiều dài 75m và sải cánh lên tới 67m. Nó có thể chở một khối lượng hàng hóa đáng kinh ngạc, lên đến hơn 122 tấn. Điều này tương đương với việc C-5M có khả năng vận chuyển các thiết bị lớn mà không cần tháo rời hay thực hiện các điều chỉnh phức tạp. Nó vẫn có thể chở hàng chục loại phương tiện quân sự khác nhau. Và máy bay C-5M là một trong số ít máy bay trên thế giới có thể vận chuyển xe tăng M1 Abrams. Mỗi chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực này có cân nặng hơn 60 tấn và dài hơn 9 mét. Không chỉ dừng lại ở khả năng vận chuyển khối lượng lớn, C-5M Super Galaxy còn có thể vận chuyển vũ khí chiến lược và các thiết bị phòng thủ cần thiết đến bất kỳ nơi nào trên thế giới. Máy bay có khả năng bay xa hơn 9.000 km khi không tiếp nhiên liệu và có thể lên tới hơn 17.000 km nếu được tiếp nhiên liệu giữa không trung. Đã biến C-5M thành lựa chọn tối ưu cho các nhiệm vụ vận chuyển tầm xa. Một trong những điểm nổi bật của C-5 Galaxy chính là hệ thống càng đáp đa năng, cho phép nó hạ cánh trên nhiều loại địa hình khác nhau. Từ các căn cứ quân sự chính thống đến các khu vực hạ tầng hạn chế, như những phi trường dã chiến. Với 28 bánh xe được thiết kế đặc biệt, hệ thống này không chỉ giúp giảm trọng lượng phân bổ khi hạ cánh, mà còn giúp máy bay có thể vận hành trên các bề mặt không bằng phẳng.
Các bánh xe của C5M có khả năng xoay hướng, cho phép máy bay thực hiện các động tác di chuyển chính xác trên mặt đất, đặc biệt là khi cần xoay sở trong không gian hẹp. Có một điều thú vị hơn nữa là hệ thống càng đáp của C5 có khả năng tự hạ xuống, làm giảm độ cao của khoang chứa hàng để dễ dàng thực hiện các việc xếp dỡ phương tiện và trang thiết bị nặng. Khả năng này không chỉ tăng cường tính linh hoạt trong việc nạp và dỡ hàng hóa, mà còn giúp tiết kiệm thời gian đáng kể trong các chiến dịch quân sự khẩn cấp. C5M Super Galaxy đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều chiến dịch quân sự lớn của Mỹ, từ chiến tranh Việt Nam, chiến dịch bão táp sa mạc đến các hoạt động viện trợ nhân đạo sau thảm họa tự nhiên. Máy bay đã chứng minh được giá trị của mình khi nó có thể đáp ứng được những yêu cầu vận chuyển lớn nhất và khó khăn nhất mà các chiến dịch quân sự đặt ra. Khả năng vận chuyển vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu, pháo tự hành M109 và các hệ thống tên lửa đất đối không, thậm chí máy bay có thể vận chuyển cả thiết bị vệ tinh. Nhờ đó đã giúp quân đội Mỹ duy trì sự hiện diện nhanh chóng và mạnh mẽ tại các điểm nóng trên thế giới. C5M Super Galaxy không chỉ là một máy bay vận tải quân sự thông thường, mà còn là một công cụ chiến lược quan trọng giúp Mỹ duy trì sức mạnh quân sự và khả năng ứng phó linh hoạt trên toàn cầu. Với thiết kế tiên tiến, khả năng vận chuyển hàng hóa khổng lồ và hệ thống càng đáp đặc biệt, C5 đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò không thể thiếu trong các chiến dịch quân sự và hoạt động viện trợ quốc tế của Hoa Kỳ. Đó là kết thúc của video này. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ nút thích video. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào của chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.